Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một tính năng rất thú vị trong Word của bộ Microsoft Office hoặc trong Writer của bộ WPS Office trực tuyến. Đó là tính năng trộn thư hay còn gọi là Mail Merge. Để làm được điều đó, chúng ta cần chuẩn bị như sau. Cần chuẩn bị hai cái file. File thứ nhất là file cái thư mời mà chúng ta cần cần mời, cần chèn vào. Và file thứ hai là cái file danh sách khách mời. Đây, cái danh sách khách mời này chúng ta có thể làm trên Word hoặc Excel cũng được. Tuy nhiên, điều chúng ta cần lưu ý là chúng ta không cần cái tiêu đề. Ở đây tôi cần chèn hai cái, đó là danh xưng họ và tên. Đầu tiên, để trộn được cái thư này, sau vài cú lích chuột chúng tôi làm như sau. Mở cái thư lên. Sau đó vào tab Reference. Tiếp tục vào Mail Master. Tiếp tục vào Open Data Source. Và tìm đến cái danh sách khách mời. Duplicate, mở nó lên, tiếp tục vào Insert Merge Field. Đây tôi cần chèn, lưu ý là phải đặt rõ chuột ngay chỗ cái phần cần chèn. Tôi cần chèn thứ nhất là danh xưng, list vào danh xưng và chọn Insert, đóng lại, đánh một ra một dấu cách. Tiếp tục vào Insert Measure Field và chèn tiếp họ và tên, list vào họ và tên, insert, đóng lại. Như vậy thì trong cái thư mời này tôi đã chèn vào hai cái, thứ nhất là danh xưng và thứ hai là họ và tên. Và để làm nổi bật cái danh xưng cũng như họ và tên này, tôi bôi đen và tôi chọn đậm nghiêng để xem thư chúng ta đã trộn kết quả chưa. Chúng ta vào View Mass Data đây, và để xem tiếp thư thứ hai chúng ta vào Next Record 2 3 4, tiếp tục chúng ta xem đây. Và để xuất cái file này ra một cái tập tin mới để chúng ta có thể in ấn thì chúng ta có thể vào Merge to New Document. Nó hỏi chúng ta là cần mẹt tất cả, Merge tất cả hay là chọn từ trang nào đến trang nào. Ở đây tôi chọn tất cả và tôi chọn OK. Như vậy thì nó đã xuất ra một cái file Word Document 1, tức là cái thơ, tất cả các thơ đã trộn. Chúng ta click vào chúng ta xem. Bây giờ chúng ta có thể kéo lên chúng ta xem. Đây, đã trộn hết mấy chục thư, gần cả trăm thư. Chỉ bằng một vài cú lít chuột rất đơn giản. Bây giờ chúng ta có thể in cái tập tin này, hoặc là chúng ta có thể vào chúng ta sell sell A. Chúng ta sell và chọn cái tập tin, cái tên của nó là thư đã trộn. Thư đã trộn và chọn sell. Chọn OK. Như vậy thì chúng ta có thể lưu trữ thư đã trộn vào một nơi nào đó, và khi cần in thì chúng ta chỉ việc mở lên và kiểm tra lại một lần nữa. Rồi chúng ta tiến hành in tất cả các thư mời này. Đây là một tính năng trộn thư rất hay ở trong bộ Microsoft Office, đặc biệt là trong Word hay là trong Writer của bộ WPS Office trực tuyến mà tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn thành công. Xin trân trọng kính chào.